Nhã Phương cắt tóc nhìn quá trẻ, Trường Giang cũng đi sửa ngay và kết quả thế này đây. Nhìn thành quả sửa tóc của Trường Giang mà ai cũng phải ngạc nhiên. Sau một thời gian để tóc dài, mới đây Nhã Phương đã quyết định cắt phăng mái tóc của mình và để kiểu tóc ngắn khá trẻ trung. Kiểu tóc mới của cô nàng được rất nhiều người khen đẹp, tuy nhiên Nhã Phương mà trẻ ra thì so với bạn trai Trường Giang thì lại thành đổ lệch. Bình thường đã già dặn hơn Nhã Phương rất nhiều, sợ đi cạnh bạn gái lại thành kiểu bố con, Trường Giang cũng quyết định thay đổi mái tóc trẻ ngôi 37 của mình. Mái tóc mới của Nhã Phương được nhiều người khen hợp và trẻ trung hơn hẳn mái tóc dài bấy lâu nay của cô. Để phục vụ đóng phim mới, nữ diễn viên đã cắt tóc ngắn ngang vai để mái lệch và uốn nhẹ ở phần dưới. Ngay lập tức, các fan cũng phát hiện Trường Giang thay đổi tóc mái của mình, rẽ từ ngôi 37 già dặn thành mái bằng. Và dĩ nhiên Trường Giang đã ăn gian được vài tuổi so với mái tóc cũ. Nhiều fan hâm mộ cũng không dành ít lời khen cho nam danh hài, thậm chí có người còn bình luận Trường Giang nhìn như 15 tuổi. Tóc mới đẹp trai hơn hẳn, không lo bị lệch với Nhã Phương. Mái tóc 37 cũ của Trường Giang khiến nhiều người liên tưởng đến những người U40. Chưa kể việc hơn Nhã Phương 7 tuổi khiến nam danh hài nhiều lần đi cạnh bạn gái lại bị lầm thành bố con. Đau lòng hơn nữa đó là Nhã Phương lại trẻ hơn tuổi khá nhiều, khiến khoảng cách giữa cả hai lại càng xa hơn. Chính vì thế quyết định đổi kiểu tóc của Trường Giang là cần thiết, các fan cũng không phải lo lắng thần tượng bị chê bai khi sánh đôi cùng Nhã Phương. Sau năm việc bị tố bạc bẽo với con và sự thật bất ngờ, cách hành xử của các sao nam này chính là câu trả lời cho mọi lời tố bạc bẽo với con ruột. Chuyện sau năm việc bị chính vợ cũ tố bạc bẽo bỏ rơi con ruột sau ly hôn đã không quá xa lạ trong làng giải trí nhiều năm nay. Lam Trường, Quang Dũng, Quách Ngọc Ngoan chính là những nghệ sĩ vướng phải ồn ào không đáng có này và nhận không ít ý kiến trái chiều từ công chúng. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích, họ đều chọn cách im lặng và chứng minh bằng hành động dành cho con sau ly hôn. Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương kết hôn từ năm 2012 và có với nhau một cậu con trai khấu khỉnh. Thời điểm đó, cả hai được xếp vào danh sách những cặp đôi đẹp nhất nhì làng showbiz Việt. Tuy nhiên, giữa năm 2014, Quách Ngọc Ngoan bị đồn có quan hệ tình cảm với một nữ đại gia, khiến cuộc hôn nhân giữa anh và Lê Phương bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Đến năm 2015, sau hàng loạt tranh cãi trên mạng xã hội làm dậy sóng dư luận, Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan chính thức ly hôn. Sau đó, Lê Phương tố chồng cũ vay tiền không trả, bỏ bê con trai trên trang cá nhân. Theo lời Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan không có thời gian nhắn tin, gọi điện hỏi thăm con, chứ đừng nói 5 ngày về thăm một lần như anh nói trên mặt báo. Thay vì lên tiếng giải thích, Quách Ngọc Ngoan chọn giải pháp im lặng và thường xuyên khoe hình ảnh tình cảm bên con trai cà pháo để đập tan mọi ồn ào. Đến nay, khi Lê Phương đã lên xe hoa với ông xã trẻ tuổi Trung Kiên, Quách Ngọc Ngoan vẫn thoải mái tới thăm con. Mới đây, khi Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên đi nghỉ tuần trăng mật, Quách Ngọc Ngoan để chia sẻ hình ảnh ở bên con trai cà pháo. Anh thường xuyên tới thăm con mỗi khi có dịp. Tình cảm của Quách Ngọc Ngoan và con trai cà pháo cũng rất thân thiết. Quang Dũng, nam ca sĩ Quang Dũng và Jennifer Phạm kết hôn năm 2007 trong sự ngưỡng mộ chúc phúc từ đông đảo khán giả, bạn bè và người thân. Lúc bấy giờ, Quang Dũng đang là ngôi sao hạng A của showbiz Việt và Jennifer Phạm vừa về Việt Nam tham gia làng giải trí. Sau khi giành giải Hoa hậu châu Á tại Mỹ, sau kết hôn, cả hai có với nhau một bé trai tên Bảo Nam. Vậy nhưng đến năm 2009, cuộc hôn nhân hạnh phúc của cả hai đi đến bờ vực thẳm và họ âm thầm ly hôn mà không chia sẻ lý do cụ thể. Sau ly hôn, Jennifer Phạm đưa bé Bảo Nam về sinh sống cùng ông bà tại Mỹ, khiến Quang Dũng khó gặp con trai hơn. Thậm chí đã có lần Jennifer Phạm lên trang cá nhân ám chỉ Quang Dũng là người cha bỏ bê con cái, lợi dụng con để PR tên tuổi, một năm chỉ thăm con vài lần. Trước lời tố từ vợ cũ, Quang Dũng chọn cách im lặng và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh sang Mỹ gặp con trai. Còn Jennifer Phạm, cô bị người hâm mộ của Quang Dũng chỉ trích rất nhiều. Chính bản thân người đẹp cũng thừa nhận cô tiếc nuối vì sự nóng giận của mình đã tạo nên sóng dư luận không tốt và ảnh hưởng tới cậu con trai bé nhỏ. Đến nay, Quang Dũng vẫn di chuyển thường xuyên giữa Việt Nam và Mỹ để lưu diễn cũng như tranh thủ thăm con trai Bảo Nam. Hiện tại, Jennifer Phạm đã kết hôn lần hai và có con riêng, nhưng mối quan hệ của cô với Quang Dũng vẫn rất tốt đẹp. Bé Bảo Nam càng lớn càng có nhiều nét giống bố. Lam Trường, trước khi làm đám cưới với bà xã 9X, Lam Trường từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ với người đẹp gốc Việt Ngô Ý An từ năm 2004. Sau ly hôn, Ý An là người chăm sóc, nuôi dưỡng bé Kiến Văn tại Mỹ, còn Lam Trường tập trung phát triển sự nghiệp ở Việt Nam.
Không ít lần vợ cũ Lam Trường lên trang cá nhân, Tố Anh không xứng đáng làm bố vì một năm chỉ thăm con vài lần. Về phía Lam Trường, anh khẳng định đã làm đầy đủ trách nhiệm người cha khi cung cấp đầy đủ chi phí nuôi con. Song chính Ý An là người gây khó dễ cho anh trong việc thăm con. Không những thế, đã có thời gian con trai Lam Trường không nhận ra anh và buộc miệng ỏi bằng tiếng Anh ông là ai. Để khẳng định những lời chia sẻ là hoàn toàn đúng sự thật, Lam Trường rất nhiều lần đăng tải hình ảnh đến thăm con tại Mỹ. Nhiều năm nay, mối quan hệ của anh và con trai Kiến Văn cũng rất tốt đẹp. Dù đã kết hôn lần hai với bà xã 9X, nhưng Lam Trường vẫn dành thời gian thăm con trai Kiến Văn. MC Thành Trung, cặp đôi Thành Trung Thu Phượng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Năm 2013, cả hai quyết định ly hôn không lý do, sau 3 năm chung sống. 9 tháng sau chia tay, Thành Trung có bạn gái mới và Thu Phượng còn gửi lời chúc mừng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ với cách hành xử đẹp sau ly hôn. Thế nhưng chỉ sau đó ít lâu, Thu Phượng đã đăng tải một dòng trạng thái với hàm ý trách móc chồng cũ không quan tâm con cái. Những lúc con ốm không biết bố đang ở đâu, cô chia sẻ. Thay vì lên tiếng giải thích, Thành Trung cũng quyết định im lặng. Và sau đó, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng con gái. Tuy nhiên, mối quan hệ của anh và Thu Phượng đến nay vẫn chưa thể hòa hợp. Thu Phượng, vợ của MC Thành Trung và con gái. MC Thành Trung không chỉ chia sẻ hình ảnh thăm con gái thường xuyên, mà còn khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bé sau khi ly hôn Thu Phượng. Lý do Ngọc Thúy cắt đứt tình nghĩa với đấng sinh thành, cha mẹ bất nhân thì đừng trách con cái bất nghĩa. Ngọc Thúy cho rằng công nuôi dưỡng 18 năm của bố mẹ, cô đã trả bằng 15 năm tuổi trẻ một cách vẹn tròn, và khi cha mẹ bất nhân thì đừng trách con cái bất nghĩa. Không chỉ giữ mối thâm thù với chồng cũ đại gia Đức An, Ngọc Thúy còn không quên được những việc bố mẹ ruột đã từng làm với mình. Ngọc Thúy cho biết, 5 năm trước cô từng mắt chứng kiến đấng sinh thành tố con gái với cảnh sát. Trước đó, theo lời Ngọc Thúy, cô đã dùng 15 năm tuổi trẻ lao động miệt mài để lo cho gia đình. Từ căn nhà cấp 4, bố mẹ Ngọc Thúy được chuyển đến sống ở biệt thự và đi du lịch khắp thế giới. Ngọc Thúy tiết lộ rằng, nhiều năm về trước khi còn hoạt động trong showbiz, cô là người hiếu nghĩa hiếm thấy. Tiền đi diễn cô đều đưa cho mẹ mà không dành nhiều để sắm sửa cho bản thân. Nhưng sau khi bố mẹ ruột quay lưng, Ngọc Thúy trở thành con người khác. Cô viết, họ sinh ra tôi nhưng họ đã giết tôi bằng những bài báo đơm đặc. Nhằm đâm thẳng vào điểm yếu nhất của tôi, đó là trọng danh dự, thì cái mạng của tôi đã trả cho họ rồi. Còn về công dưỡng 18 năm ấy, tôi cũng đã trả lại cho họ 15 năm tuổi trẻ của tôi một cách vẹn tròn. Tôi có quyền thốt lên những quan điểm ấy mà không bị trời đánh đâu. Đừng cố rủ xả để chứng minh mình thanh cao. Nếu các vị biết hai đấng sinh thành ấy mang chữ hiếu ra bắt tôi phải rời bỏ nắm ruột chưa tròn năm của tôi, là con trai út của tôi, thì các vị sẽ ngậm miệng lại vì sợ cảnh gánh quả báo đó các vị à. Không một ai trên đời này có quyền bắt mẹ dứt bỏ đứa con đỏ hỏn của mình cả, dẫu người đó là ai. Tôi có thể chết, chứ tôi không hề bỏ con vì bất cứ lý do gì. Lấy chữ hiếu bắt con mình làm điều bất nghĩa, đó là sự độc ác đến tàn nhẫn của người tôi gọi là cha mẹ. Ngọc Thúy cũng nhắn gửi sau cây đến người nguyền rủa cô là bất hiếu. Nên thiên hạ à, rủa xả thóa mạ độc địa người khác chỉ vì thói hàm hồ, bày đàn là gánh khẩu nghiệp đó. Bớt đi cho xã hội nước nhà bớt thêm bi kịch gia đình, bớt đi những mảnh đời phụ nữ bị vùi dập trong những định kiến cổ xưa cần dẹp bỏ. Nhập gia tùy tục, tôi là người sống ở Mỹ. Tôi được quyền chia sẻ quan điểm tôi học được ở xứ này. Đừng hồ đồ kéo ngược tôi về các vị để thỏa mãn thói tị hiềm rủa xả của các vị trên Facebook. Họa từ miệng mà ra các thánh cào bàn phím mạ. Và sẽ có một ngày tôi được công khai lá đơn, tố cáo hình sự cơ quan điều tra, bắt bỏ tù tôi của mẹ tôi. Các vị sẽ hiểu tại sao tôi phải dứt khoát cắt đứt đi những con người này. Với tôi, duyên nghiệp giữa tôi và họ đã chấm dứt. Vì tôi sẽ không cho phép bản thân đặt chồng con tôi vào hoàn cảnh khổ ải một lần nào nữa. Ngọc Thúy vui vẻ tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa trời Tây. Tuy nhiên, cô vẫn không quên được những người đã có hành xử không hay với mình. Ngọc Thúy ly hôn với đại gia Đức An sau khi đã có hai con chung. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, cả hai vẫn lời qua tiếng lại vì tranh chấp hàng trăm tỷ. Trong lúc đó, bố mẹ ruột và em trai Ngọc Thúy đứng về phía đại gia Đức An. Đến nay, Ngọc Thúy vẫn không quên được chuyện này. Cô từng khẳng định, tôi không biết ơn bố mẹ vì cái công mang nặng đẻ đâu.